Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn kiểm tra xử lý lỗi mạch chính dẫn tới mất sáng TV 43FX 5200. Quy trình thực hiện gồm 3 bước như trên màn hình. Bước 1, tháo máy, kiểm tra nguồn vôn DC cấp cho TV hoạt động. Khi chúng ta ấn mở nguồn, TV có hình ảnh sau đó mất sáng và có hình ảnh tối mờ trong màn hình. Với hiện tượng lỗi như vậy có thể TV bị lỗi linh kiện trong máy. Đầu tiên ta tháo nắp lưng máy ra, cắm điện mở nguồn, đo điện áp nguồn cấp chính cho máy hoạt động. Đã có dương 12V trên đầu diốt nắn ra. Tiếp đến đo nguồn VCC cấp cho bo mạch T-con. Đã có dương 12V. Tiếp theo kiểm tra đo nguồn cấp cho bộ LED sáng nền trong khung TV. Đo que đỏ vào vị trí dây cấp nguồn cho bộ LED hoặc đầu diốt nắn nguồn. Đồng hồ báo dương 37V. Thấp hơn điện áp cần để cho bộ LED sáng nền TV 43 inch là khoảng từ dương 50V tới dương 85V. Lưu ý, rút nguồn điện của TV ra. Kiểm tra hoạt động bộ LED nền bằng bộ nguồn ngoài VDC 300V để test LED nền. Ta tháo dây cấp nguồn cho LED nền ra ngoài. Cấp 2 que đo VDC 300V vào dây trắng và đọc cấp nguồn cho LED nền. Bộ test LED báo 63V nghĩa là bộ LED nền này cần điện áp trên 63V để sáng. Và quan sát trong khung TV đã sáng nền. Bước 2, xác định lỗi linh kiện và thay thế linh kiện. Từ bước kiểm tra cấp nguồn cho bộ LED nền thấp hơn điện áp để sáng nền, trong khi bộ đèn LED nền đã hoạt động tốt, nên ta xác định lỗi từ bo mạch chính. Mô đèn 43FX5200 có mã mạch chính là CB3B2051S, CB3020001S và CN3011191S đều thay cho nhau được. Chúng ta cần tiến hành tháo bo mạch lỗi ra và thay bo mạch mới vào máy và kết nối lại các màn hình, các dây tín hiệu mạch. Lưu ý, cắm dây cấp nguồn cho bộ LED nền đúng chiều, dây đỏ là cấp điện dương gần đầu diode nắn ra và tụ hóa lọc nguồn cho bộ LED nền. Tiếp theo ta cắm điện mở nguồn TV, đo lại điện áp cấp nguồn cho LED nền, cho kết quả là dương 77V. Và đã có ánh sáng nền trong TV. Như vậy để bộ LED sáng nền TV 43 inch cần có dương 77V. Tiếp đến kiểm tra nguồn cấp cho mạch T-con. Đã có đủ dương 12V. Bước 3, đóng máy, kiểm tra hoạt động của TV. Sau khi xác định lỗi và thay bo mạch chính, TV đã sáng đèn LED nền và đầy đủ các điện áp. Tiếp theo rút điện ra và đóng lại nắp lưng máy để hoàn thành các bước sửa chữa. Ta dựng máy trở lại, cắm điện, ấn mở nguồn TV và kiểm tra các chức năng của TV đã hoạt động tốt. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành các bước kiểm tra xử lý lỗi tối hình, mở hình ảnh Smart TV Casper Full HD 43FX5200. TV có độ phân giải Full HD tiêu chuẩn với độ sắc nét mượt mà sống động, hệ điều hành Lilac có ưu điểm ổn định, an toàn, bảo mật, được cài đặt sẵn 36 ứng dụng bản quyền phổ biến như Netflix, Prime Video, FPT Play. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.